Và ngày hôm nay thì chúng ta đã đi đến những chặng đường cuối cùng cùng với Hero Team trong Fan Meeting lần này. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc nữa đến từ cả 8 thành viên của Hero Team luôn. Các bạn có micro chưa? Rồi xin mời ban tổ chức lấy những chiếc micro giùm em ạ. Và chúng ta sẽ đến với một ca khúc vô cùng sôi động, vô cùng quen thuộc, đó chính là ca khúc Super Hero. Alo. Alo. Alo alo. Tay đâu nào? Tay đâu? Các bạn nào thuộc bài hát này thì nhớ hát theo chúng mình nhá. Con người bây giờ rắc rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay. Người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy. Còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió dặm ngàn mây. Tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là ước mơ của tôi đây. Lúc bé xíu khi mà ước mơ còn nhiều, định muốn thế giới sẽ đổi thay vì ta. Nhưng sau hôm nay còn người khác xưa thật nhiều, mỗi ước muốn với những khát khao này còn đâu. Anh hùng trong chúng ta. Cố lên nào, yếu xìu vậy. Đưa tay cao lên. Các bạn vỗ tay lên nhịp nhàng được không ạ? Trong chúng ta anh hùng không phải ở đâu xa mà nằm trong chính con người bạn, kiên cường đứng dậy không đầu hàng, vượt qua thử thách và gian nan, dù cho muôn vàn khó khăn phía trước nhất quyết không lùi bước, lùi bước chiến thắng mọi kẻ gian tà, xin chúng là người phải lùi trước. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ anh hùng, được nắm lấy chiến thắng cuối nơi trần gian. Tung hoành chìm đắm thế giới với những chiến binh giờ lưu hương. Yeah, ai đâu nào? Xóa hết mọi thứ, I'm a super hero. Cánh tay của bạn đâu? Cứu thế giới thoát xa những kẻ lừa gian tà. Tôi we are super hero. Ngoài kia bao nhiêu sóng bão vẫn đang chờ mong anh hùng trong chúng ta. Cảm ơn rất nhiều.